Vạn sự vô lo của AAA cùng bạn phòng bị vững vàng trước những tai nạn bất ngờ xảy ra trong cuộc sống. Đây là chương trình tặng quyền lợi chi phí y tế do tai nạn, dù bạn đã là khách hàng hoặc chưa là khách hàng của AAA. AAA hiểu được rằng cuộc sống thường ngày của chúng ta phải luôn ở tâm thế sẵn sàng đối phó với những bất ngờ. Và AAA mong san sẻ cùng bạn để bớt chút gánh nặng tài chính nếu bạn gặp phải chuyện không may. AAA cam kết hỗ trợ chi phí nằm viện do tai nạn lên đến 300.000 đồng mỗi ngày. Hiệu lực 90 ngày kể từ ngày đăng ký tham gia chương trình thành công. Áp dụng cho người tham gia bị tai nạn và phải nhập viện điều trị nội trú tại một cơ sở y tế theo chỉ định của bác sĩ. Những ưu điểm của chương trình mạnh mẽ bảo vệ và sự vô lo đó chính là hoàn toàn miễn phí cho khách hàng, khung thẩm định, đăng ký online miễn phí, thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm online thuận tiện. Bạn thắc mắc làm cách nào để tham gia mạnh mẽ bảo vệ và sự vô lo? Rất đơn giản, bạn chỉ cần là công dân quốc tịch Việt Nam từ 18 đến 50 tuổi, đang cư trú tại Việt Nam, không bị tai nạn hoặc đang điều trị tai nạn tại thời điểm tham gia chương trình. Chương trình sẽ diễn ra từ 15 tháng 3 2022 đến 31 tháng 5 2022. Chuyên viên tư vấn AAA hãy tận dụng chương trình để hỗ trợ cho người thân, bạn bè và cả cộng đồng người Việt xung quanh mình. Cơ hội quay lại chăm sóc khách hàng hiện hữu, tạo dựng niềm tin và mở rộng nguồn khách hàng mới. Tham gia thử thách số lượng khách hàng tham gia nhiều nhất để nhận voucher thưởng và quyền lợi vinh danh. Mỗi chuyên viên tư vấn sẽ được cấp riêng một đường link để gửi khách hàng đăng ký. Để có được đường link này, hãy hoàn tất khóa học ISAY 2201 trên iCampus và chia sẻ thành công ít nhất một nội dung từ ISAY. Để tham gia chương trình, khách hàng cung cấp đầy đủ và trung thực thông tin tại trang đăng ký được gửi từ chuyên viên tư vấn tài chính của AAA Việt Nam. Người tham gia đáp ứng tất cả các điều kiện sẽ nhận được giấy chứng nhận qua địa chỉ email trong vòng 15 phút. Khách hàng điền thông tin và đính kèm đầy đủ các chứng từ vào link đang hiển thị. AAA sẽ thanh toán khoản hỗ trợ trong vòng 10 ngày. Chuyên viên tư vấn tài chính copy đường link, gửi khách hàng hoặc đăng trên mạng xã hội. Đường link có nội dung là website chương trình, nhưng mỗi chuyên viên tư vấn tài chính sở hữu link khác nhau để ghi nhận link. Cách thức tiếp cận khách hàng. Gợi ý cách tiếp cận khách hàng, chuyên viên tư vấn tài chính có thể mở đầu bằng: Xin chào chị Mai, em là Nam, gọi đến từ văn phòng Exchange Hồ Chí Minh, công ty AAA Việt Nam. Em trao đổi với chị Mai ít phút được chứ ạ? Như chị thấy thì cuộc sống hiện nay có quá nhiều rủi ro mà chúng ta không thể lường trước được, như giá vàng tăng, xăng tăng, bất ổn chiến tranh. AAA giới thiệu chương trình cộng đồng, hỗ trợ khách hàng, tặng khách hàng chi phí nằm viện do tai nạn. Em đại diện công ty dành tặng chương trình đặc biệt này đến chị và người thân. Thông tin về chương trình cũng được đăng tải trên các phương tiện truyền thông của công ty AAA, trang web, Facebook, YouTube, Zalo, nên chị Mai có thể yên tâm nhé. Sau khi khách hàng đã đồng ý đăng ký tham dự thì tiếp theo là hẹn gặp. Bước 1, chào hỏi và giới thiệu. Dạ chào chị Mai, em là Nam, gọi đến từ công ty AAA Việt Nam. Em xin phép làm phiền chị chỉ 2 phút thôi ạ, để trao đổi với chị một thông tin quan trọng. Bước 2, lý do gọi điện thoại. Hỏi thăm về việc đăng ký vạn sự vô lo. Hôm trước em có liên hệ với chị về chương trình quà tặng chi phí nằm viện do tai nạn. Không biết là chị Mai đã đăng ký chưa ạ? Chương trình này chị có chia sẻ cho người thân, bạn bè mình cùng đăng ký cũng rất có lợi đó chị. Nếu khách hàng chưa đăng ký thì nhắc lại về chương trình. Dạ không biết, sau đợt dịch vừa rồi, gia đình mình đã quay trở lại cuộc sống ổn định như trước đây chưa? Hay có thay đổi gì không? Thời điểm này ngoài dịch bệnh ra, còn rất nhiều bất ổn và rủi ro khác có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bởi vậy, chuẩn bị tài chính để phòng bị về các vấn đề sức khỏe là rất cần thiết, giúp gia đình mình an tâm hơn. Vậy nên, em rất mong muốn được chia sẻ với chị Mai một giải pháp bảo vệ tài chính đã giúp ích rất nhiều cho những khách hàng của em, được không ạ? Em rất vui vì chị Mai và người thân đã được bảo vệ một phần rủi ro về tai nạn trong giai đoạn khá nhiều rủi ro này. Bước 3, thiết lập cuộc hẹn. Vậy em có thể gặp chị Mai trực tiếp hoặc online lúc 2 giờ chiều thứ 5 hoặc thứ 7 này được không ạ? Bước 4, xử lý từ chối nếu có. Bước 5, xác nhận cuộc hẹn. Vậy chị em mình sẽ gặp nhau vào lúc 2 giờ chiều thứ 7 này chị nha. Bước 6. Chương trình lần này của AAA Việt Nam thật sự là một sự hỗ trợ thiết thực và đúng lúc cho cộng đồng. Ngoài mạnh mẽ bảo vệ, vạn sự vô lo, AAA còn có các gói sản phẩm khác cũng rất cần thiết như khỏe trọn vẹn, bước đến tương lai và AAA Care. Chị Mai có thể xem qua ạ. Cảm ơn chị Mai đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng em và AAA Việt Nam. Chúc chị một ngày làm việc vui vẻ ạ. Hãy cùng AAA bảo vệ cuộc sống người Việt.
tham gia ngay chương trình Mạnh Mẽ Bảo Vệ, Vạn Sự Vô Lo.